Chiều 4 tháng 1 năm 2023, Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam và lãnh đạo Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã gặp mặt các nhà báo, phóng viên thể thao chúc mừng Xuân Quý Mão 2023 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đến dự buổi gặp mặt có ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF, ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các ủy viên ban truyền thông Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng các nhà báo, phóng viên thể thao ở phía Bắc. Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi lời chúc năm mới tới các nhà báo, phóng viên. Ông Nguyễn Xuân Vũ nhấn mạnh, năm 2022 vừa qua là năm tiếp nối những thành công rực rỡ của đội tuyển Việt Nam trên trường quốc tế. Bóng đá là môn thể thao dựa vào sức mạnh tập thể, không chỉ là 90 phút thi đấu trên sân cỏ mà đồng hành cùng với đó là sự tham gia của cả một hệ thống, từ sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Đảng và nhà nước, từ nỗ lực của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động bóng đá, từ sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành và đặc biệt là sự tham gia của truyền thông báo chí với những bài viết, những hình ảnh, góc nhìn đa dạng, đa chiều, qua đó đã thu hút sự quan tâm, cổ vũ của toàn xã hội đối với sự phát triển của bóng đá, truyền cảm hứng tự hào, gắn kết cộng đồng thông qua từng trận bóng đá có đội tuyển tham dự cũng như tại các giải đấu quốc gia. Nhiệm vụ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo là phải duy trì đà phát triển và phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mới trong bóng đá Việt Nam. Để đạt được điều đó, Liên đoàn rất mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cộng đồng xã hội, trong đó sự tham gia đóng góp của truyền thông báo chí là vô cùng quan trọng. Thay mặt công ty VPF, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe các phóng viên tham dự buổi gặp gỡ chiều 4 tháng 1. Ông Trần Anh Tú chia sẻ, giai đoạn đầu năm 2023 chứng kiến lịch trình bận rộn của bóng đá Việt Nam. Ngoài đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tại AFF Cup 2022, VPF cũng gấp rút chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp quốc gia, bao gồm siêu cúp quốc gia, rồi kế tiếp là V-League. Để chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp 2023, lớp tập huấn và giám sát trọng tài hay các lớp giám sát trận đấu, điều phối viên được triển khai. Buổi gặp mặt cũng đã đưa tin về hoạt động của bóng đá Việt Nam từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn hy vọng trong năm mới 2023, sự ủng hộ, đồng hành của giới truyền thông sẽ tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đóng góp vào thành công chung của bóng đá nước nhà.